Alo nha cả nhà ơi. Hôm qua đi cả ngày có mua được mấy xe nha cả nhà. Hôm qua như mua được 5-6 chiếc Neo vậy đó. Với 1 chiếc Quay Y màu xanh 2020. Với 2 chiếc Neo 2009 rồi 2008 này nữa. 2008 này cái máy cực kỳ nha. Máy rất là nhẹ. Có 2 block thì có dậm rồi. Còn mấy cái này thì như bình thường như cả nhà. Em cũng cập nhật xe ngày mới luôn ha. Chúc quý anh chị em có ngày mới làm việc thật là hiệu quả tuyệt vời. Mấy cái clip tổng hợp này em báo giá không hết nổi nữa nha. Tại vì có gì thì anh em có gì gọi cho anh Trường sang giùm em đi. Rồi cần xe nào đó thì cứ yêu cầu ở dưới comment với phép review riêng thôi chứ. Anh em tính đi, nếu mà báo giá luôn không có đi chi tiết cũng khó chốt lắm. À, cần xe nào thì anh chị em gọi để em làm cái clip này tổng hợp cho nó ngắn lại, để cho anh chị em coi nó đỡ mất thời gian. Chứ cái clip mà tổng hợp mà báo hết giá này kia rồi chỉ từng chiếc, chỉ từng chắc xe thì nó rất là dài, nó dài lắm, xem mất thời gian của mọi người lắm. Chứ em cũng rất là muốn. Ha, cần xe nào gọi đi. Này dở xe ga cả nhà. Hồi ếch Jupiter mà ít kim lùng khu 2 XX110 khu 1. Rồi ở đây thì chỉ nhiêu thôi. Anh cho em nào cần xe gì đó thì điện cho anh Trường sang giùm phép nhé. Xin cảm ơn đã bỏ thời gian coi video của phép nha cả nhà. Rồi xin chào nha cả nhà. Chúc anh chị em ngày mới có thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Em xin cập nhật xe tại cửa hàng xe máy Khánh Phép nha cả nhà. Quý anh chị em cần xe nào thì liên hệ cho nhân viên bên em ha. Anh em sẽ hỗ trợ vấn đề giá cả chất xe rồi ship cho anh em ở các tỉnh, rồi là hình thức thanh toán, hình thức giao dịch các kiểu cho anh em luôn. Đăng này thì cũng không thay đổi nhiều ha, ngoại trừ mấy chiếc xe mới về ngày hôm qua chở thì không hết, tại cái bán tải của phép chở được có 3 chiếc, thành ra còn gửi lủng củng ở chỗ nhà khách. Mai đi chiều nay lấy tiếp, sáng nay thì chắc cũng lên mấy cái video cho anh em. Quy này mới về, Quy 2020 với cái Neo đó này, mấy cái ẹt anh em ha. Đây thì như hôm qua đó cả nhà, nó chỉ thêm được 2 chiếc xe mới về. Với cái chiếc rim 55 triệu đó chốt rồi nha, bán rồi, anh em chuyển khoản đủ. Còn mấy cái này còn nguyên ha, để phép báo cô ít nữa bán rồi, còn như đây còn nguyên để anh em biết cho anh em khỏi gọi mất không tốn thời gian nha anh em. Rồi anh chị em cần sao thì alo phép nha cả nhà, để dành thời gian em review riêng xe cho anh chị em tham khảo. Rồi xin cảm ơn.